Video hả? Quay video rồi, đăng lên tôi về cho Vĩnh Lộc. Nói chưa? Dạ. Đây là tôi là dân Vĩnh Lộc nè. Ấp 1 và tổ 2 nè, xã Vĩnh Lộc A nè, huyện Bình Chánh nè, bà con coi nè, 10 cái phòng trọ là cho nè, 5 kg gạo nè, 10 cái mì nè, bịch củ cải nè, đó. 100 cái trứng với một hộp chè nè, đó bà con cho 10 cái phòng trọ mà kêu bà con chia ra làm sao mà chia được nè, đó. Bây giờ tôi cổ mà tưởng ấp nó cho mà có một cái phiếu lãnh lượng như đây nè, nó kêu gì chia cho 10 cái phòng trọ. Bà con coi đi, đó, thì gì không được gì mà tiền đâu rồi, gì mà ở đây tiền đâu mà ăn nữa nè. Đó. Rồi con mà nhóm chia sẻ dùm cho tụi tôi đi, bây giờ khổ giờ đâu về không tiền về mà ở đây không tiền ăn nữa nè. Đó, mà tổ trưởng của ấp 1 của xã Vĩnh Lộc A nó cho một cái phiếu lãnh được như đây nè. Đó. Mà chia cho 10 người, 10 phòng. Đó, bà con coi đi. Đó. Nghỉ nay gần 2-3 tháng nay rồi bà cho được như đây nè, ở xã cho vậy, ấp nó cho vậy đó. Bà con coi đi. Bao nhiêu rồi nữa đang lên.